Đây, chuẩn bị có thêm quán cà phê mới ở shop X12. Ok, đang xây dựng. Đừng đu vậy. Ở lóc U2. À, U2 giờ có hai quán cà phê luôn. À. Rồi. Đây phòng mà giao sản phẩm ở lóc U2. Hôm nay là chủ nhật. Mình phòng mà giao sản phẩm nghỉ. Hôm qua rất là đông đúc. Ngày vắng lặng. Tại rồi sẽ đi ra siêu thị. Vậy là bên U2. Có tổng cộng là được 1, 2, 3. Được không đó? 3 quán cà phê luôn. Ghê. Đi. Biết siêu thị chỗ nào không? Siêu thị biết chỗ nào không? Rồi. Ra. Ui, ra đây, ra đây, ra đây. Rồi. Quẹo. Đi trên nè, không có đi dưới, đi xuống vậy nè. Ok. Đây. Đây. Thấy vào. Ga lóc U2 thì đã có hai, đúng là U2. Đó. U2 nên có hai quán cà phê. U2 có hai quán cà phê. Phòng bàn giao sản phẩm cũng ở U2. Hôm nay đóng cửa rồi, đó quán cà phê. À, đây quán cà phê này, mới chuẩn bị mở. Đi nè tên. Bên ngoài. Đây phòng bàn giao sản phẩm cũng nằm ở lóc U2. Đây là U2. Đây là U1. U1 thì có phòng ban quản lý. Giao hàng tấp nập. Đường này nay làm đổ ngon quá ha. Đổ im rồi đó. Đây là cái cục đốt với tiền vàng bạc. Ủa. Có xe đi đã dữ. Tấn công cả chơi. Ở bên kia nó xanh, nó cỏ nó này nó chưa có xanh nè. Hả? Ừ, lý là đây, đây mới xanh nè. Vô tên, vô vô vô. Vậy đi đâu tên? Bộ chỗ quán cà phê. Ôi chị có giờ bà tin kìa không? Chị có giờ
có nữa. Chưa có biết được. Không, chai sữa ồ quá tài luôn tính. Quá tài mấy anh luôn kìa. Ôi đi. Đưa nó đi. Rồi chạy đi. Dẹp nó. Ui cô anh. Tên là ô dữ quá con muốn chơi xích đu không chơi xích đu à bay đâu mà sợ gì rồi mẹ đưa xíu đi mẹ cho đi coi một vòng đó nè mẹ chị con tin đâu ta tao chưa thấy xuống nữa chiều rồi mà tao tối rồi hả ok chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau, nhớ like đăng ký hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En, bye bye.